Ở vòng thi này, đội thực khách sẽ nói một câu thông điệp có chứa một nguyên liệu nấu ăn. Đội nhân viên quán ăn phải tìm ra nguyên liệu được đề cập trong thông điệp của đội thực khách. Kết thúc hai lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành được một điểm của vòng gọi món. Chào mừng quý vị đã đến với vòng 2. Và ở vòng này thì đội thua cuộc ở vòng trước sẽ có quyền thi trước ở vòng này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Ăn giò heo, dễ nói leo. Gì? Ăn giò heo, dễ nói leo. Hả? Ăn giò heo, dễ nói leo. Ăn giò heo, dễ nói leo. Giò heo, dễ nói leo. Bị dưa leo. Giò heo, giò heo. Giò heo. Giò heo. Giò heo. Giò heo. Giò heo. Giò đeo. Giò. 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 Heo. Giò. 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 Heo. Heo. Ừ. Khoai lang bí mất lý trí. Khoai lang bí mất lý trí. Bí hả? Khoai lang bí mất lý bí 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 rải bí 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 rải bí 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 nhanh lên ăn phổ tài bị mê chai. Ăn gì? Ăn phổ tài bị mê chai. Phổ tài là gì? Lỗ tai. Lỗ tai. Lỗ tai gì? Lỗ tai heo. Hả? Lỗ tai heo. 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 Lỗ. Ổ. Lỗ. Lỗ. Tai. Tai. Heo. 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 Lỗ tai heo. Ăn hành tây. Hả? Nói hay hay. Ăn hành tây. Nói hay hay. Nói. Ăn hành tây má hay hay. Ăn hành tây má hay hay. Ăn hành tây hả? Má hay hay. Hành tây, hành tây. Hành tây. Hành tây. Chân giấy hả? Hành tây. Chân giấy hả? Chân giấy ăn được không? Vậy, chân giấy hả? Hả? Không nghe. Không nghe. Không nghe. Chân tây. Chanh dây hả? Hành tây. Hạt giấy hả? Tây ăn được hết đó ba. Gì vậy? Hành tây. Hành tây. Thanh. 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 Tây. Thanh. Ừ. Đúng rồi. Thanh. Thanh tây. Chanh. Chanh dây. Chanh. 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 Dây. Chanh. Chanh dây. Chanh. Dây. Chanh. 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 Dây. Dây. Thịt. Thịt. Nạc dâm. 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 Dâm hả? Dâm gì anh? Dâm. Dâm. Dấm gì? Dấm. Dấm á. Dấm. Tâm hả? Dấm. Ừ, dấm. Tâm hả? Dấm chua, dấm chua á, dấm. Tâm chuông hả? Ừ, dấm, dấm. Tâm chuông hả? Ủa, cái món gì trời? Tâm. 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 Dấm thôi, một chữ thôi, dấm. Tâm. Không có cái món nào mà tên tâm mà ăn được hết á. Tâm. 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 Không có ăn được tâm. Tâm. Ăn rau dền bị bắt đền. Ăn rau dền bị bắt đền. Ăn rau dền bị bắt đền. Ăn rau dền, rau dền. À, rau dền. Rau dền. Muốn té thêm hỏ hai chữ rau dền. Rau dền. Rau á. Rau. 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 Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Dền. Dền. Nhanh lên. 10 9 8 7 6 mua nghệ 4 mua nghệ 2 1 hết giờ. Vâng, thưa các bạn, đội thích sùng của chúng ta chơi rất là ăn ý. Các bạn đây là một cái nhà hàng, một cái quán ăn của Phát La, mà Phát La nghe ăn gì đâu mà toàn nói qua gì mà khăn giấy với tâm không mà mới có ăn được không em? Em cũng thắc mắc là tại sao tâm mà ăn được. Em còn nói là tâm không ăn được mà ông kia vẫn tâm. Đúng rồi, tâm. Giống mà ba. Mình vậy cái gì giống hả? Rồi bây giờ chúng ta coi kết quả thử nha, coi em đã nói sai những cái gì nha. Đầu tiên, ăn giò heo dễ nói leo. Có giò heo không? Có giò heo.
chính xác. Rồi, tiếp theo, khoai lang bí mất lý trí. Cái gì? Tôi có chữ khoai lang đâu. Đây, đây, bí thôi. Đây, đây nè, đây nè. Nghe sai rồi, có chữ bí hả? Đâu, toàn bộ câu của người ta nè. Trời, chương trình làm chứng với em. Chương trình em, đây. Em chỉ nghe chữ bí thôi, em không nghe chữ khoai lang bí. Do em nghe người ta nói có khoai lang bí mà. Khoai bí nhiều đây luôn. Thì đó, thì tại quan trọng nghe nhiều đó mới thua. Ủa, khoai lang bí là gì? Thật sự em không biết. Khoai lang bí là có một cái quả khoai lang, nó lại cái bí. Đâu? 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 Sai nha. Nên đổi MC. Anh nói đùa để cho không khí nó vui lên. Em thấy nãy giờ mệt không? Mọi người làm việc mệt nhọc. Cái anh quay phim rung tay máy nãy giờ nó cười vì anh đó. Cười vì anh. Thôi, khoai lang bí là em lấy lộn trái bí đúng không? Nè, tiếp theo nè. Phải lấy quá trái khoai lang bí ra. Ăn phổ tai bị mê trai. Phổ tai là gì ạ? Phổ tai là cái gì ạ? Phổ tai người ta hay nấu chè đó. Lỗ tai heo hả? Lỗ tai heo. Nên phổ tai ông này kêu lỗ tai heo. Đây, con này cũng kêu lỗ tai heo. Đây, 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 lỗ tai heo đây. Đây, 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 đây. Chúng mình lỗ tai. Đây nè, đây. Lỗ tai heo nè. Không phải tôi em. Đây nè. Em đề nghị chương trình đổi MC. Em à. Em phải suy nghĩ. Cái người này là người truyền cho em, tự nhiên anh nói giỡn giỡn. Lỗ tai heo. Ừ, cái tự quan nói luôn. Vậy là tại vậy. Không, mình rút kinh nghiệm, mình rút kinh nghiệm, không đặt lòng tin cho MC nữa. Trong một lúc như vậy mình nên cần một người có niềm tin, anh hiểu không? Nhưng mà nó đỡ bị mất thời gian cho em. Thà em nói lỗ tai heo cứ đi lấy liền. Chứ cái phổ tai này khi nào mới nghĩ ra. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn đi. Cảm ơn anh nha, cảm ơn nhiều lắm luôn á. Vậy, tiếp theo, ăn hành tây má hay hay. Hành tây có không? Hành tây có chứ, hành tây lúc hành tây mà quay qua nói trên dây đó. Hành tây, dạ. Hành tây á. Tại vì hồi nách anh không nhớ hả? Dạ. Nghe được chữ hồi nách chết liền luôn á. Thanh niên này đã đọc với em là chanh dây. Thì đó, ông nội này qua chanh dây luôn. Chanh dây ngon mà. Em không biết đâu, nha, sai nha. Ok, tiếp theo, thịt nạc dâm dễ bị hâm. Có thịt nạc không? Quả thịt nạc dâm rồi. Dễ bị hâm. Không có từ đó. Không có từ đó, không có đọc. Đúng nghe đâu. Hồi em nói là hành tâm đó. À, nó là hành tâm đó. Đúng rồi. Cái câu này là em nói là hành tâm. Chứ là dâm. Thịt nạc dâm. Ai chịu em dâm sai. Đó, là bà sai đầu tiên đó, thịt nạc dâm. Ba thịt dâm. Thịt nạc dâm, thành dâm, dâm đây hành tâm. Tâm cái bạn này quay qua. Tâm không ăn được. Cái ông nói này. Dâm, tâm, đúng rồi tâm. Câu cuối cùng, ăn rau dền bị bắt đền. Đó. Đúng rồi, đúng được một cái. Đâu. Đây, chúng ta là rau dền nha quý vị. Trời, đúng là rung tay luôn nè. Vâng, và đội thích vâng, và đội thích dụng của chúng ta giành được 2 đáp án đúng. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lượt chơi của đội thích ngọt. Vâng, và bây giờ đã lấy được chơi của đội thích ngọt. Ok chưa? Sẵn sàng chưa hai đội? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Trứng gà ác, ăn muốn tát. Mù tạc. Mù tạc. Mù tạc. Ờ, yes, yes, tạc. Mù tạc. Trà tắc phải không? Trà tắc đúng không? Trà tắc. Ăn bạc hà để mát da. Ăn bạc hà để mát da. Bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Bạc. Bạc. Bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Bạc hà. Bánh đa. Bạc. Bạc hà. Bạc hà. Tiếp. Ăn bột năng là lân nha. Bột năng. Bột năng. Bột năng. Năng năng. Năng năng. Năng năng. Năng năng. Năng năng. Bột năng. Năng. Bột năng. Hả? Bột đá hả? Năng. 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 Bột đá. Bột năng. Đâu được chỉ đâu. Bột biết. Bột năng. Bảo quay. Bảo quay. Hồi sáng máy đi chợ chạy giá dữ lắm. Nắm nắm. Ôi ôi, tôi thấy có đi chợ nắm gì? Trả giá dữ lắm. Nờ nờ nờ. Không biết. Ôi quá quá. Ăn mè đen bị đen răng. Mì đen. Nói nghe mì đen. Mì đen. Bê đê hả? Nhanh lên, nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Có thấy vậy? Nấu chè mà không có bột khoai. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. 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 Nhanh lên nào. Ăn bưởi xanh bị lanh chanh. Gì? Ăn bưởi xanh. Bưởi xanh là gì? Bưởi bưởi cánh. Bưởi xanh. Bưởi xanh. Bưởi bưởi. Nhanh lên nào. Bưởi bưởi bưởi. 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 Bưởi bưởi. Bưởi. Bưởi xanh. Bưởi xanh. Bưởi. 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 Một. Hết giờ.
Rồi bây giờ chúng ta sao đáp án thử nha. Đầu tiên là trứng gà ác ăn muốn tát. Có gà không? Không. Ừ, bởi vì ông nội này truyền xong cuối cùng ông nội này nghe mù tạt. Ăn bạc hà để mát da. Bạc hà có. Bạc hà không? Có. Chúc mừng. Đồng minh tinh thần. Tiếp theo, ăn bột năng là lăng nhăng. Bột năng. Nghe được tiếng nhăn thôi đó mà nó có bột năng luôn. Là em ra rồi. Giỏi. Hồi sáng má đi chợ mới trả giá. Má trả giá dữ lắm. Dữ lắm. Gì vậy trời? Trong đây là có món giá. Đi luôn. Mới trả giá dữ lắm. Ủa? Cái đó là chiêu của người ta. Đúng mà. Chúng ta sẽ phục thù. Sao? Tiếp theo, ăn mè đen bị đen răng. Ừ, rồi xong hai bạn này truyền lại với nhau là hình mì đen. Tiếp theo, nấu chè mà không có bột khoai. Cái xong em mới hỏi là gì đó, cái em nói đậu xanh. Anh nói đậu xanh, ok. Câu cuối cùng, ăn bưởi xanh bị lanh chanh. Rồi, chưa kịp lấy trái bưởi. Này, chưa kịp lấy trái bưởi là đánh giờ đúng không? Trời ơi, okay. Bưởi. À, bưởi. 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 Em cứ kêu là bưởi. Nghiện nó lấy được trái bưởi rồi. Vâng, thưa các bạn, đội thích ngọn chúng ta giành được hai đáp án đúng. Chúc mừng. Yeah. Và kết quả của vòng 2 của chúng ta rất là đặc biệt. Cả hai đội đều ghi được hai đáp án đúng. Vâng, và mỗi đội chúng ta đều có một điểm. Chúc mừng. Và sau khi kết thúc hai vòng thi, đội thích ngọt của chúng ta ghi được 2 điểm. Còn đội thích sụn của chúng ta chỉ mới ghi được 1 điểm thôi.